Nghiên cứu tìm ra nước Kangen từ các nguồn nước kỳ diệu có khả năng chữa bệnh thần kỳ trên thế giới. Ở một ngôi làng nhỏ tại đất nước Mexico, gọi là làng Tlacot, mọi người tin rằng nước từ làng này có khả năng chữa bệnh rất thần kỳ. Vì vậy, nơi đây là nơi thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới. Trong những ngày tham quan, hơn 5.000 lượt khách đến đây để sử dụng nguồn nước này. Hơn 12 năm qua, đã có 6 triệu người đến ngôi làng nhỏ này vì dòng suối có khả năng chữa bệnh. Một tổ chức sức khỏe đã lưu lại các bệnh án của các du khách đã đến Tlacot để đảm bảo rằng sẽ có thêm nhiều người có thể sử dụng nguồn nước ở đây. Họ đang giám sát xem mỗi triệu chứng cần bao nhiêu lượng nước và những triệu chứng được cải thiện như thế nào. Tại Đức, còn có một thị trấn có tên gọi là Nordenau. Ở đây người ta cũng phát hiện một dòng suối có khả năng chữa bệnh và được đặt trong tầng hầm của một khách sạn. Hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới đã đến đây tham quan, giống như ở Tlacot của Mexico. Nước ở đây sử dụng miễn phí. Hiện nay, số lượng du khách ở đây là 5.000 người trên một năm. Nhưng thực sự nguồn nước có khả năng chữa bệnh không? Nhiều nhà khoa học đã vào cuộc chứng minh và kiểm nghiệm rằng những điều mà các du khách nói là đúng. Một nhà nghiên cứu hóa học người Đức, tiến sĩ Bradick, thừa nhận rằng không có gì đặc biệt nổi bật trong nguồn nước này. Tuy nhiên, chúng tôi đã quan sát các triệu chứng của các căn bệnh và thấy rất bất ngờ khi nhìn thấy tình trạng bệnh đang dần được cải thiện. Chắc hẳn phải có cái gì đó trong nước, hoặc cũng có thể là do niềm tin của con người đã làm nên điều kỳ diệu này. Tiến sĩ Sarahata, giáo sư Đại học Kyoshi, Nhật Bản, cũng đang nghiên cứu về nước đặc biệt này. Ông đã đề ra những luận án cho cộng đồng khoa học Nhật Bản và quốc tế. Điểm mấu chốt của luận án này là xoay quanh sự chuyển động của oxy, một khái niệm hiện đang được thế giới quan tâm đến. Lượng oxy truyền vào cơ thể được máu phân phối đến các tế bào. Trong các tế bào, chất béo và đường được đốt cháy để tạo năng lượng. Trong quá trình đó, 2% lượng oxy mà cơ thể tiếp nhận vẫn tồn tại trong các tế bào dưới dạng oxy hoạt động, một dạng oxy hoạt động không ổn định. Những phân tử này được đánh dấu dưới dạng nguyên tử tự do. Khoa học ngày nay đã chứng minh rằng các nguyên tử tự do này rất dễ bị ăn mòn do tính tự oxy hóa của nó. Vì thế, sắt thường bị rỉ sét khi tiếp xúc với oxy trong nước. Tiến sĩ Sitahara cho rằng, nếu như tăng cường lượng hydro trong nước sẽ làm giảm đi lượng oxy hoạt động này, và nó giải thích được chuyện đang diễn ra tại Mexico và Đức. Theo đó, nếu thêm hydro vào nước uống và được cung cấp đến các tế bào trong cơ thể, các hydro sẽ kết hợp với oxy hoạt động, tạo thành thứ nước H2O an toàn, giải phóng cơ thể khỏi các tác hại của nguyên tử tự do. Theo cách này, các căn bệnh sẽ được chữa lành một cách tự nhiên. Vì thế, ông Sitahara đã tiến hành một cuộc thí nghiệm. Đầu tiên, ông dùng 3 loại nước khác nhau: nước máy thông thường, nước khoáng và nước từ nguồn Tlacot.
Ông đã đưa các kẹp giấy vào ba ống nghiệm này và đóng lại. Thí nghiệm này được thực hiện với các điều kiện nghiêm ngặt, đặc biệt là nhiệt độ và ánh sáng. Hai ngày sau, thí nghiệm này đã thể hiện được sự khác biệt. Trong khi các chiếc kẹp giấy được đặt trong nước máy thông thường và nước khoáng đều bị rỉ sét, thì cái đặt trong nước lấy từ Tlacot thì lại vẫn như ban đầu và không bị rỉ sét. Nói cách khác là không có hiện tượng oxy hóa trong nguồn nước ở Tlacot. Tiến sĩ cho rằng chúng ta nên tập trung vào chức năng của hydro vốn tồn tại trong nước chứ không phải là trong thành phần của nước. Nhiều nhà sinh học cũng nghiên cứu loại nước này theo những cách giống nhau ở Nhật Bản, không chỉ với loại nước ở Tlacot và còn cả với những loại nước khác. Trong số đó, có một loại nước hết sức đặc biệt hiện đang được các nhà khoa học quan tâm và nghiên cứu. Nó được gọi là nước Kangen hay nước chức năng. Loại nước này được tái tạo lại có thể thay thế cho nguyên tố hydro sẽ có nhiều chức năng có ích cho con người. Để đi sâu vào nghiên cứu về nước chức năng này, một tổ chức nghiên cứu bao gồm các nhà chuyên môn có tên gọi là Hội nước chức năng Nhật Bản được thành lập. Ở đây, nước chức năng được nghiên cứu một cách khoa học mỗi ngày. Không có một nước nào có một tổ chức nghiên cứu này như ở đây. Vì vậy, trong lĩnh vực này, Nhật Bản là nước hàng đầu trong việc nghiên cứu loại nước này. Tại sao nước Kangen lại nhận được sự quan tâm lớn đến như vậy? Thứ nhất, loại nước đã được đề cập ở trên, như nước lấy từ Tlacot và Norddeutschland, có thể được thay đổi do môi trường và các điều kiện khác. Điều gây khó khăn cho việc nghiên cứu là tại sao nguồn nước ở đây có thể chữa bệnh và cũng cực kỳ khó khăn để kiểm tra nguồn nước tự nhiên như là Tokalot. Nhiều lần để xác định tác dụng của nó trước sau như một. Nước Kangen này thu hút nhiều nhà khoa học bởi vì họ có thể làm đi làm lại nhiều lần các thí nghiệm dựa trên các chức năng của nó. Vậy thực ra nước Kangen là gì? Tiến sĩ Serahata đã tiến hành thí nghiệm bỏ chiếc kẹp giấy vào ống nghiệm chứa nước Kangen như ông đã làm với nước ở Tlacot. Hai ngày sau, chiếc kẹp giấy không hề bị rỉ sét. Tôi nghĩ có những nguyên tố giống nhau tồn tại trong cả hai thứ nước thần kỳ và nước Kangen. Theo học thuyết của tiến sĩ, loại nước thần kỳ bao gồm hydro vốn bị mắc kẹt bên trong trái đất ở buổi đầu hình thành, và nước Kangen được chứa cả hydro hoạt động tạo ra từ máy móc. Tiến sĩ Shirahata đã mô tả quá trình tạo ra nước Kangen. Nước vốn là một dạng vật chất ổn định, thế nhưng khi bị kích thích điện hóa, nó sẽ dễ dàng chuyển thành axit hoặc một chất tương tự như kiềm. Nó tạo ra oxy hoạt động ở cực dương của điện cực và hydro ở cực âm. Khi điện phân, nước sẽ tạo ra các nguyên tử hydro và oxy hoạt động. Cùng lúc đó, quá trình điện phân cũng tạo ra những mảng kim loại cực kỳ nhỏ, gọi là hỗn hợp kim loại siêu nhỏ. Các mảng kim loại này có khả năng thu hút các nguyên tử hydro và ổn định chúng vào trong nước. Chúng ngăn chặn hydro hoạt động thoát ra khỏi nước trong một thời gian nhất định. Nếu trong nước có chứa nhiều hydro hoạt động, thì nó có khả năng loại trừ oxy. Khi đó hydro chỉ đứng gần các chất khoáng, chứ không liên kết với chúng. Vì thế, nếu gặp các nguyên tử oxy tự do, các hydro sẽ rời các mảng kim loại để liên kết với oxy và biến thành nước. Tiến sĩ Shirahata đã tiến hành thí nghiệm làm thế nào mà nước Kangen có thể loại bỏ các nguyên tử tự do trong các tế bào. Đầu tiên, ta tiêm một dung dịch có tên gọi là DCFHDA vào trong tế bào. Loại thuốc từ này đã làm hiểu rõ các nguyên tử tự do trên nền trắng. Bây giờ thì ta có thể nhìn thấy chúng. Sau đó hãy chờ xem kết quả thế nào nếu như ta thêm nước Kangen vào. Màu
Để so sánh kết quả, thí nghiệm sẽ được tiến hành với nước máy thông thường trước. Chúng ta hãy nhìn vào các nguyên tử tự do phản ứng với nước máy. Không có gì thay đổi cả. Nhưng đối với nước Kangen, số lượng các nguyên tử tự do giảm xuống rõ rệt. Theo tiến sĩ Shirahata, thì đó là do tính khử oxy của các hydro trong nước Kangen. Ông cũng làm một thí nghiệm khác chứng tỏ sự tồn tại của các hydro hoạt động. Trong lý luận của ông, hai nguyên tố chính, sự tồn tại của các kim loại siêu nhỏ trong nước Kangen và các hydro hoạt động đi cùng với chúng. Đầu tiên, ta hãy quan sát các phân tử kim loại qua kính hiển vi. Có vẻ như chúng có màu đen. Nếu nhìn vào các bảng, ta có thể thấy chúng, độ lớn của chúng vào khoảng 1 nanomet. Sau đó, tiến sĩ lại tiến hành một thí nghiệm. Liệu có các hydro hoạt động đi cùng với phân tử này không? Ông dùng một loại thuốc thử gọi là DPPH có thể phản ứng lại với hydro hoạt động. Khi các phân tử hydro được đưa vào trong dung dịch này, thì không có gì xảy ra vì chúng luôn ở dạng ổn định, không hề có hiện tượng khử oxy. Sau đó, một hỗn hợp kim loại siêu nhỏ được đưa vào trong dung dịch DPPH. Ngay lập tức, màu tím của thuốc thử biến mất trong vòng 10 giây. Điều này chứng tỏ sự tồn tại của hydro hoạt động. Kiểm chứng sự kỳ diệu của nước Kangen trong việc điều trị bệnh tiểu đường. Có một bệnh nhân bị bệnh đái tháo đường và phải trải qua một cuộc phẫu thuật cắt cụt chân của mình. Sau đó anh ta tìm ra và sử dụng loại nước Kangen cho đến khi có thể đi lại bình thường. Ông Matsumoto là người quay phim sẽ tường thuật lại việc này. Cuộc sống của tôi đã được cứu nhờ vào thứ nước ấy. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và biết ơn. Hai chị Abe 56 tuổi, ông bị một vết cắt rất sâu ở ngón cái khi tình cờ đạp phải mảnh chai một tháng rưỡi trước. Điều này gây ra sự trở ngại trong cuộc sống của ông. Một ngày nọ, ông xem một bộ phim tài liệu về nước Kangen trên TV và ông quyết định rời bệnh viện mà ông đang điều trị để chuyển đến bệnh viện Kiowa ngoại ô thành phố Kobe. Ông rời bệnh viện chỉ 2 ngày trước cuộc phẫu thuật bởi vì ông bị bệnh đái tháo đường, cho nên các bác sĩ buộc phải cắt ngón chân cái của ông. Và bắt đầu từ chỗ này, họ phải cắt nó. Và cả chỗ này nữa. Ông không chắc lắm, vì ông phải làm phẫu thuật trên cả hai bàn chân. Nếu như không có ngón chân cái, ông không thể đi được. Ngón chân cái ấy rất cần thiết cho việc đi lại. Đã 20 ngày trôi qua, khi ông Abe đến bệnh viện, vết thương đã giảm sưng tấy và đang được cải thiện từng ngày. Lúc mới đến, tình trạng chân của ông rất là tệ. Vùng nhiễm trùng bị chảy mủ. Mười bảy ngày trôi qua. Ừ.
22 ngày trôi qua. Đây là một bức hình chụp ông ấy khi đến đây lần đầu. Nếu như so sánh với các tấm gần đây, lúc mới đến, thì xương ngón chân của ông như thể co rút lại. Việc lưu thông máu gặp phải khó khăn vì ông bị bệnh đái tháo đường. Hiện nay ở Nhật, có khoảng 5 triệu người mắc phải căn bệnh đái tháo đường. Cứ 10 người trong khoảng trên 40 tuổi thì lại có một người bị bệnh đái tháo đường. Mọi người đang thực hiện chế độ ăn kiêng, hạn chế dùng nhiều chất bột để tạo ra insulin. Nhưng nếu bệnh trở nên nghiêm trọng thì người đó phải tiêm insulin để kiểm soát lượng đường trong máu. Bệnh của ông Abe là một trường hợp nghiêm trọng. Tôi dùng insulin để kiểm soát các triệu chứng của bệnh, nhưng không dùng kháng sinh để chống lại nó. Thay vào đó, tôi ngâm một phần vào dung dịch axit mạnh. Để điều trị, tôi dùng một loại nước có độ pH là 2,4 và nước có độ khử oxy hóa do máy lọc nước Kangen tạo ra. Điều này có tác dụng ngăn chặn sự nhiễm trùng, nhưng cũng có giới hạn bằng cách uống một lượng nước lớn Kangen mỗi ngày. Những triệu chứng của bệnh đái tháo đường đã được kiểm soát và đồng thời chữa khỏi bệnh biến đổi của da. Nước Kangen điện phân có thể làm cải thiện các triệu chứng của bệnh đái tháo đường. Ông Abe uống khoảng 5 lít nước Kangen điện phân mỗi ngày, theo chỉ định của bác sĩ. Và ông cũng nhận thấy cơ thể của mình đang thay đổi từng ngày, và tình trạng thể chất của ông đang ngày càng tốt hơn. Thực chất của nước Kangen điện phân là gì? Nó đang được kiểm tra để tìm ra sự khác biệt. Nước máy thường có độ pH là 7 cộng 333 mV. Nước mang tính kiềm được tạo ra bởi natri hydro có độ pH là 8 cộng 200 mV. Thật bất ngờ, nước Kangen điện phân mà ông Abe uống có độ pH là 8 trừ 238 mV. Có thể có sự khác biệt trong quá trình oxy hóa, làm nguyên nhân dẫn đến sức khỏe của ông Abe được tốt hơn. Bác sĩ Karamura đã thông báo cho ông Abe một tin quan trọng. Bây giờ ông không cần cắt bỏ ngón chân nữa. Tôi rất mừng là bây giờ ngón chân của tôi không phải bị cắt nữa. Cảm ơn. Khi tôi nghe tin mình phải làm phẫu thuật cắt chân thì thật là tồi tệ. Nhưng bây giờ tôi rất hạnh phúc. Tại sao bệnh đái tháo đường này lại nguy hiểm? Khi đó, lượng insulin trong các tế bào tiết ra giảm xuống và sau đó các nguyên tử tự do xuất hiện. Trong cơ thể của chúng ta, những chiến binh cực nhỏ giúp chống lại virus và các tế bào ung thư. Những chiến binh này hợp sức lại trở thành những tế bào tự do và sẽ giúp chống lại các tế bào ung thư. Thế nhưng, nếu chúng ta được sản xuất ra quá nhiều, sẽ gây độc hại và ảnh hưởng không tốt. Nước Kangen đã được điện phân, loại bỏ các nguyên tử tự do bằng cách không để các virus tồn tại trong cơ thể.
Trong trường hợp của ông Abe, lượng insulin thường sử dụng đã giảm xuống. Bây giờ đã 45 ngày trôi qua kể từ khi ông Abe nhập viện. Tôi không thể tin vào mắt của mình. Người đàn ông AB ngày nào còn nghĩ đến việc tự sát khi biết ngón chân của mình sắp bị cắt bỏ. Bây giờ đã có thể mang sang đan đi mua sắm ở các cửa hàng gần bệnh viện. Ông rất bất ngờ khi kỳ tích xảy ra. Thật là kỳ lạ. Hạn chế 8-238 mV. Kiểm chứng sự kỳ diệu của nước Kangen trong việc điều trị bệnh ung thư. Vào năm 1968, bác sĩ Sinha đã phát triển thành công kỹ thuật nội soi ruột kết tràng để phát hiện toàn bộ ruột. Đến năm 1969, ông đã phát minh ra một dụng cụ soi ruột và là người đầu tiên thực hiện việc soi ruột qua một dụng cụ soi kết tràng. Ông đã thực hiện đến gần 300.000 trường hợp bệnh nhân và nhận thấy rằng giữa bệnh lý, kết tràng và cách sống có mối liên hệ với nhau. Cuối video này thu thập được hình ảnh từ một số kết tràng ở các trạng thái khác nhau, xấu và tốt, có liên quan đến trạng thái khác nhau của ruột và bệnh lý. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của cách sống, dinh dưỡng và tập quán lành mạnh là yếu tố rất cần thiết cho tuổi thọ và đảm bảo có một sức khỏe tốt. Which are critical to longevity and maintaining optimal health. Đây là một người phụ nữ ở tuổi 45. Ruột của bà rất mềm, rất dễ bị phình hơi, tròn đầy, không chứa cặn dư và niêm mạc dạng keo bất thường. Bà đã theo cách ăn uống của bác sĩ Sinha được trên 5 năm. Đây là trường hợp của một người phụ nữ 75 tuổi. Bà đã theo cách ăn uống của bác sĩ Sinha trên 30 năm. Phần của bà có chất keo nhờn, chứng tỏ là bà cần uống thêm nước Kangen mỗi ngày. Đây là một phụ nữ châu Âu 47 tuổi, bị bệnh mập suốt cả cuộc đời. Bà thường ăn nhiều chất thịt, ít ăn tinh bột và rất ít ăn rau, trái cây trong bữa ăn 3 năm. Gần đây, bà thường đau thắt ở bên trái ruột và thường đi tiêu chảy. Bà bị chứng viêm đại tràng co thắt, viêm tràng có nhầy. She was diagnosed with irritable bowel syndrome. Đây là ruột của một người châu Âu 52 tuổi. Ông chuyên ăn thực phẩm theo phong cách Mỹ gồm 2 ly sữa, 3 đến 4 ao phô mai của Mỹ, máu cao và tuyến tiền liệt hơi sưng. His cholesterol level is normal with cholesterol lowering medication and his blood pressure is high. Hình ảnh này ghi nhận bệnh nhân có dấu hiệu kết tràng vị thắt và có nhiều túi thừa trong ruột. Đây là một người đàn ông 65 tuổi, chuyên ăn theo phong cách của Mỹ, trong bữa ăn có tới 60-70% thịt động vật. Ông bị chứng huyết áp cao và tuyến tiền liệt bị sưng và có nhiều túi thừa trong kết tràng. Đây là người đàn ông Tây Phương 74 tuổi, nội soi ruột cho thấy có polyp khoảng 1,5 cm với hình dáng bất thường và cuống nặng nề. Đây là triệu chứng đặc thù của sự phát khởi chứng ung thư polyp. Bệnh nhân có nhiều túi thừa và bị táo bón kinh niên. Ông cũng than về tuyến tiền liệt bị sưng, bệnh tim, huyết áp cao. Polyp có cuống này được bác sĩ Sinha khám nghiệm với dụng cụ soi ruột.
Bác sĩ đã tiến hành khám nội soi với 80.000 bệnh nhân, hoàn toàn không gặp trở ngại gì đáng kể. Một giờ sau khi soi ruột thì bệnh nhân có thể về nhà và được khuyên bệnh nhân nên tránh dùng những thuốc có tính chất làm đông như aspirin hay doterin. Đây là một người đàn ông Tây Phương 56 tuổi với một polyp dẹt được thấy ở đây, gần móc nối giữa ruột lớn và nhỏ. Bệnh nhân này có máu cao và xưng tuyến tiền liệt. Ông thường ăn bơ sữa, phô mai và thịt đỏ mỗi ngày. Ông dự tính ăn giới hạn tinh bột để giảm kg. Trên cơ thể con người có 5 cái răng hàm để nhai và một cặp răng chi ly, hai cặp răng trước. Có nghĩa là chúng ta nên ăn ngũ cốc, 5 phần hạt và đậu, 1 phần thịt động vật, 2 phần rau và trái cây. Bao gồm 85% thực vật và 15% động vật. Chúng ta không nên ăn nhiều thịt động vật. Ông cũng có bệnh lý di truyền về ung thư đường ruột. Cha mẹ của ông bị ung thư đường ruột với nhiều polyp ở tuổi lục tuần. Lý do cũng là vì uống ít nước mỗi ngày. Này, ông theo cách dinh dưỡng của bác sĩ Sinia là ăn nhiều ngũ cốc, rau và trái cây và uống 2-3 lít nước Kangen mỗi ngày. Polyp này lớn khoảng 2,5 cm và trông hình dẹt. Việc cắt bỏ polyp này rất tỉ mỉ để không làm ảnh hưởng đến thành bên trong của thành ruột. Đây là một người đàn ông 45 tuổi, thường nhậu rất nhiều rượu và ăn nhiều thịt động vật với phô mai. Sau 3 tháng điều trị, bệnh nhân ăn theo dinh dưỡng của bác sĩ Sinia. Không rượu chè, thịt đỏ động vật, ông uống nước Kangen mỗi ngày và thấy sức khỏe tiến bộ. Đây là một người phụ nữ 65 tuổi với chứng bệnh táo bón kinh niên, bị mổ ung thư ngực và soi ruột. Sau khi soi ruột thì thấy có dấu vết phân bị kẹt ở nhiều nơi, mặc dù đã chuẩn bị 2 ngày trước. Bệnh nhân này được khuyên nên ăn theo chương trình dinh dưỡng của bác sĩ Sinia với mỗi toa nước Kangen 1 giờ trước mỗi bữa ăn. Sau 3 tháng, bệnh nhân được khám nghiệm lại và thấy kết quả của bộ ruột thấy tiến bộ hẳn. Đây là một người phụ nữ Tây Phương 80 tuổi, có nhiều polyp lớn. Những đầu nhọn của các polyp này có dấu hiệu ung thư, còn những nền móng của polyp có vẻ nhẹ hơn. Bác sĩ Sinia đã cắt đi những đoạn này để tránh việc mổ lớn sau này. Việc soi ruột cần rất nhiều kinh nghiệm và chuyên môn. Nếu polyp không có mầm mống ung thư, thì với kỹ thuật soi ruột, bác sĩ Sinia sẽ cắt đi những polyp một cách an toàn mà không cần phải mổ ruột.
Dù sao cũng phải cần rất nhiều kinh nghiệm và chuyên môn về chuyên khoa nội soi ruột. Bình thường polyp lớn khoảng 2 cm. Ở Nhật thường thấy triệu chứng tiền polyp vì đất Nhật thiếu khoáng chất như chất vôi để có thể phòng ngừa sự phát triển của ung thư. Bệnh nhân có polyp lớn cần phải được theo dõi kỹ. Các loại polyp này có thể tái tạo và chúng ta cần phải theo dõi để cắt đi. Đôi khi cần phải theo dõi nhiều tháng để ngăn ngừa tận gốc sự tái tạo của polyp này. Bệnh nhân cũng có thể phát hiện những polyp này ở nơi khác của ruột. Bệnh nhân này thường ăn theo kiểu Ý với nhiều phô mai, rau, mì pasta và tinh bột trắng, rau và nhiều dầu ô liu. Bà có bệnh tiểu đường và hẹp tim kinh niên. Trọng lượng của bà là 100 pound, nặng hơn số cần phải có. Sau khi soi ruột, bà được khuyên nên bỏ bớt aspirin, tosterin và thuốc chống đặc trong 7 ngày. Sau khi soi ruột, bà được khuyên nên tránh thuốc chống đặc hơn 2 tuần. Đây là hình ảnh của một polyp dẹt có sạn. Đây là polyp nằm phía trong ruột, khúc quanh phía cuối của kết tràng, lớn khoảng 12 cm chiều dài. Polyp này chiếm 2/3 chiều dài của ruột thẳng. Bà bị tim đập bất thường và máu cao nhiều năm. Bà than phiền bị xuất huyết khoảng 6 tháng trước khi được khám nghiệm. Trước khi soi ruột, bà đã được khám nghiệm của hai nhà nghiên cứu bệnh học. Họ cũng nghĩ bà cần phải soi ruột và cắt đi những polyp đang bành trướng một cách nguy kịch. Khi soi ruột, những polyp có kích thước từ 1 đến 2 cm cũng dễ được cắt đi với dụng cụ chuyên khoa của bác sĩ Sinia. Những vùng nền keo đặc lại quanh cái đầu của dụng cụ chuyên khoa làm giảm đi sự xuất huyết. Việc cắt đi những polyp này bằng phương pháp soi ruột mất khoảng 20 đến 30 phút. Bệnh nhân được uống thuốc ngủ với khoáng chất. Sau khi điều trị một năm, các dấu vết cắt mổ được lành hẳn với rất ít các vết sẹo. Bà được khuyên ăn theo dinh dưỡng của bác sĩ Sinia và giảm được 50 pound sau một năm mổ. Tóm lại, cách sống tương quan với bệnh lý, thí dụ như bệnh tiểu đường, bệnh mập, bệnh huyết áp cao, bệnh tim và nhiều dạng ung thư khác đều có liên hệ trực tiếp với dinh dưỡng. Nếu bạn ăn đúng dinh dưỡng và uống nước tốt thì bạn có thể ngăn ngừa bệnh táo bón và các bệnh nguy hiểm khác. Phần không ứ động thì cặn bã và độc tố không kẹt trong ruột. Bạn gặt hái được những gì khi bạn ăn và uống. Tôi hy vọng rằng tài liệu này có ý nghĩa về giáo dục sức khỏe để giúp bạn. Thành thật cảm ơn bạn. Kiểm chứng sự kỳ diệu của nước Kangen trong phòng chống ngộ độc thực phẩm. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu một loại nước Kangen và cách ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm nhờ vào nước này. Đây là một loại nước đã được xử lý thông qua các điện cực để tạo thành nước kiềm và nước axit. Và loại nước này đang được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau và kết quả rất đáng ngạc nhiên. Hôm nay, phần đầu tiên của series này sẽ dành cho việc ứng dụng triệt để của nước Kangen và việc ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm. Thời điểm nhiệt độ tăng cao cũng là giai đoạn nguy hiểm vì ngộ độc thực phẩm thường xảy ra vào thời điểm này. Xin chào, bây giờ sắp mùa hè rồi. Chúng tôi muốn kiểm tra độ an toàn và lấy mẫu thực phẩm của ông để kiểm tra an toàn thực phẩm. Chắc chắn rồi, cứ tự nhiên. Các nhân viên điều tra vệ sinh thị trường hiện đang ở chợ Tuki ở Tokyo để kiểm tra tình trạng vệ sinh của hải sản tươi. Nhiệt độ là bao nhiêu rồi? 7 độ C. Được rồi, lấy thêm một mẫu nữa. Để tôi lấy thêm Aosagi, một loại vi khuẩn có tên là Viviro, là một nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm. Vi khuẩn này ưa nước mặn và phát triển mạnh trên hải sản, bất kể độ tươi mới của nó. Vì vậy, những nhân viên điều tra an toàn thực phẩm này đi đến các chợ để lấy mẫu hải sản theo định kỳ và kiểm tra tình trạng vệ sinh. Ngộ độc thực phẩm khiến cơ thể bạn suy yếu. Có khoảng gần 40.000 ca ngộ độc thực phẩm ở Nhật Bản vào năm 1990. Ngộ độc thực phẩm khiến bệnh nhân nôn mửa, tiêu chảy, mệt mỏi, sốt cao và đau đầu. Người ta cho rằng khi ngộ độc thực phẩm xảy đến, các nhà hàng kinh doanh sa sút trong hơn 10 năm kế tiếp. Vì vậy, họ rất cẩn trọng vào thời điểm này trong năm. Vi khuẩn Viviro sống được ở trong nước biển. Chúng bám vào hải sản và bị mang lên đất liền qua những lần đánh bắt. Những loại vi khuẩn khác gây ngộ độc thực phẩm bao gồm Staphylococcus
và Salmonella. Vi khuẩn Salmonella cũng có trong trứng và thịt mà bạn mua về. Chúng cũng có thể tồn tại trong cơ thể của chúng ta và sinh sôi trong những điều kiện phù hợp. Mẫu phía trên bên trái là mẫu vi khuẩn Salmonella và phía trên bên phải là mẫu vi khuẩn Staphylococcus. Ở giữa là Viviro. Phía bên dưới bên trái là Colobacilli. Phía bên dưới bên phải là Senlius. Nếu vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm đang ở sâu trong thức ăn của chúng ta, thì bữa tiệc này sẽ không còn là bữa tiệc vui trong một vài giờ tới. Tuy nhiên, mọi người không cần phải lo lắng nữa, vì có một loại nước tẩy trùng mạnh có thể ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm. Đây là nhà hàng Mihokaku, nằm trước nhà ga Ikashi Nakano ở Tokyo. Nhà hàng này có thể tổ chức đám cưới cho 14 cặp cùng một lúc, và đội ngũ nhân viên có thể phục vụ đến 3.600 khách. Chúng tôi chuẩn bị khoảng trên 2 tấn thực phẩm mỗi ngày, bao gồm thịt cá, rau quả. 100% thực phẩm nhập vào Mihokaku đều có thể chứa một loại vi khuẩn nào đó. Vì vậy, chúng tôi phải tiêu diệt vi khuẩn hoàn toàn trước khi chúng tôi tiến hành chế biến thực phẩm. Có 16 vòi nước trong nhà bếp của Mihokaku, và những vòi nước này đều được cung cấp nước tẩy trùng mạnh. Thịt sống, bàn chế biến và tất cả mọi thứ đều được tráng rửa bằng nước này. Chúng tôi sử dụng loại nước axit mạnh này để tẩy rửa được 7 tháng rồi. Vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm đã được loại trừ. Trước đây, chúng tôi đã từng cố gắng loại bỏ các loại vi khuẩn, nhưng không thể thực hiện được hoàn toàn. Hiện nay, chỉ cần chúng tôi sử dụng nước tẩy trùng này, chúng tôi sẽ được an toàn. Cách dễ nhất để kiểm tra xem liệu vi khuẩn có còn tồn tại hay không là nuôi cấy chúng trong khay thí nghiệm. Khay màu có chứa vi khuẩn Colobacilli và đĩa không màu chứa một loại vi khuẩn khác. Chúng tôi sẽ lấy mẫu từ tay của một người phụ nữ trước và sau khi rửa tay. Chúng tôi cũng lấy mẫu từ bàn chế biến thực phẩm và thịt. Và bây giờ, chúng ta hãy quan sát 4 khay thí nghiệm sau 24 giờ. Đây là kết quả của việc nuôi cấy vi khuẩn sau 24 giờ và thấy có sự khác biệt ở đây. Bên trái là mẫu trước khi rửa tay, bên phải là mẫu sau khi rửa tay. Còn đây là kết quả của bàn chế biến trước và sau khi rửa. Chúng ta không quan sát được vi khuẩn nào. Đây là tiến sĩ Masio thuộc công ty Miura Electronics, người sáng chế ra loại máy này. Đầu tiên, nước máy đi qua đường này để điện cực hóa tốt hơn. Chúng tôi thêm nước muối vào để dẫn điện tốt hơn. Sau đó, dòng điện một chiều được cho chạy qua nước và gây ra hiện tượng điện phân. Khi bạn thực hiện quá trình điện phân dưới nước bằng cách thêm nước muối và cho dòng điện một chiều chạy qua, bạn sẽ tạo ra được một nước kiềm ở cực âm và nước axit mạnh có độ pH bằng 2,7 hoặc thấp hơn ở cực dương. Khi vi khuẩn tiếp xúc với nước axit mạnh này, chúng chết ngay lập tức. Một điều kiện nữa ảnh hưởng lên vi khuẩn là tiềm năng oxy hóa khử, được viết tắt là OAP của nước. Clo và oxy còn lại trong nước cũng góp phần tiêu diệt vi khuẩn. Nhà bếp của nhà hàng Mihokaku không còn các loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm nữa. Có phải chính loại nước Kangen tiệt trùng không? Tôi vẫn chưa đọc kết quả phân tích mẫu nước, nên tôi chưa thể phát biểu được điều gì cả. Nhưng chúng ta hãy nhìn vào kính hiển vi laser màu đầu tiên của thế giới. Đây là hình ảnh vi khuẩn Salmonella đang di chuyển xung quanh. Ta nhỏ một giọt axit mạnh lên nhóm vi khuẩn này. Ngay khi tiếp xúc với vi khuẩn Salmonella thì chúng bị tiêu diệt. Bạn sẽ thấy bên phải là trước khi cho nước axit vào, bên trái là sau khi cho nước axit vào. Uống nước Kangen không gây hại gì cho cơ thể cả, thật là một loại nước bí ẩn. Tại Mihokaku, sau khi các món đã được chuẩn bị và sẵn sàng để phục vụ, thì xe thực phẩm được che phủ kín bằng một lớp bọc plastic để ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn và được cất trong tủ lạnh cho đến khi được đem ra bàn. Sau
Bây giờ lễ cưới đang diễn ra, và chúng ta có thể nghe thấy tiếng gia đình và bạn bè vỗ tay chào đón các cặp đôi mới cưới. Đối với tôi, nó có vẻ là họ đang vỗ tay hoan nghênh loại nước có khả năng tẩy trùng để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm. Điều này thật đáng ngạc nhiên, và liệu nó có thật hay không? Có đấy, điều này là sự thật. Thông thường nếu chúng ta nói về nước tẩy trùng, thì chúng ta nói về chất clo. Nhưng nếu bạn tẩy trùng chỉ bằng nước Kangen, những vấn đề về mùi khó chịu và hiệu ứng có hại sẽ được giải quyết. Kiểm chứng sự kỳ diệu của nước Kangen trong việc điều trị các bệnh dị ứng về da. Đây là bản báo cáo đặc biệt của chúng tôi. Chứng bệnh viêm da cơ địa thường có triệu chứng ngứa ngáy dữ dội đi kèm. Chúng ta vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân gây ra bệnh nan y này. Chúng tôi vừa phát hiện ra rằng chứng bệnh nan y này gần như có thể chữa trị nhờ vào nước đặc trị này. Và chúng tôi đã theo dõi tình hình bệnh nhân bị viêm da cơ địa đã được chữa bệnh bằng nước Kangen trong 6 tháng. Chứng viêm da cơ địa thường khiến trẻ em đau đớn và ngứa ngáy, khóc cả đêm. Trẻ em gãi nhiều đến mức có khi thức dậy, trên tấm đệm của em đã dày đầy máu. Con trai của chúng tôi hay bị ngứa và khóc cả đêm và tự cào cấu cả người. Bệnh này hầu như hôm nào cũng xảy ra. Chúng tôi cũng gần như không ngủ được, vì vậy lúc nào chúng tôi cũng thiếu ngủ. Để ngăn ngừa viêm nhiễm nặng, các bác sĩ sử dụng hormone tuyến thượng thận hoặc steroid, thậm chí nếu bệnh nhân hồi phục một phần. Những triệu chứng trên lặp đi lặp lại và sử dụng steroid lâu dài có thể gây suy giảm hệ thống miễn dịch và làm giảm hoạt động của tuyến thượng thận, mắt và các tác dụng phụ khác. Gần đây, những phụ huynh đang lo lắng cho con em của mình đã dần tránh xa steroid. Hiện nay, phương pháp chữa trị bằng loại nước mới này đã bước vào tâm điểm đối với những bệnh nhân đến khám tại bệnh viện Akashi, cách ga tàu tốc hành Nishi Akashi 5 phút đi xe hơi. Gần đây, nhiều bệnh nhân tránh xa phương pháp chữa trị bằng steroid. Họ đã đi đến nhiều bệnh viện khác nhau trước khi quyết định khám ở đây. Hai chị em song sinh Saki và Zumasupara đến khám bác sĩ tại Shinki, bệnh viện Akashi. Bố mẹ của chúng không muốn chữa trị cho chúng bằng liệu pháp steroid. Cơ thể của hai cháu bị đỏ và nổi đầy ban. Được rồi, cháu muốn chữa trị phần nào nữa? Tay cháu nhé. Đối với chứng ngứa và sưng viêm, loại nước axit mạnh có độ pH 2,6 này, loại nước đặc chế dành cho y tế được bôi lên da khi bị viêm da cơ địa trong cơ thể. Bệnh nhân thì uống nước kiềm. Cả hai loại nước này được tạo ra bằng cáp điện cực và bạn có thể tạo ra loại nước này từ một máy điện phân nước dùng cho gia đình. Mặc dù tôi không ép buộc bệnh nhân uống nhiều hơn khả năng của họ, chỉ đơn giản bằng cách cho bệnh nhân uống nước kiềm điện phân mỗi ngày, làn da sẽ trở nên sạch sẽ sau khoảng 3 đến 4 tháng. Có một vấn đề không tránh khỏi khi chữa bằng nước này. Khi bệnh nhân ngưng sử dụng steroid, họ sẽ phải chịu các triệu chứng do ngừng thuốc và bệnh có thể nặng hơn trong một thời gian. Ông Tomika ở Kyoto được bác sĩ giải thích chi tiết khi ngừng dùng thuốc steroid, nên ông có thể yên tâm với việc cho con trai một tuổi của mình chữa trị bằng nước Kangen mà không phải chần chừ. Hãy quan sát vùng quanh miệng của bé Dioki. Da của bé từng nằm trong tình trạng xấu như thế này. Nhưng hiện tại, chỉ sau 5 tháng chữa bằng nước Kangen, thì da của bé đã sạch sẽ như thế này. Không còn dấu hiệu của bệnh viêm da cơ địa ở tay và sau đầu gối. Bé đã lấy lại được làn da mịn màng của trẻ sơ sinh. Tình hình khá là tệ khi chúng tôi chữa cho cháu bằng nước. Người của cháu đầy máu, nhưng máu ngừng chảy khi chúng tôi bôi cho cháu bằng khăn thấm nước Kangen mà bác sĩ Akashi đưa cho. Tôi thấy ngạc nhiên khi dùng nước này mà cháu khỏi đến mức này. Bệnh viện Akashi đang gửi cho bệnh nhân nước kiềm điện phân và nước axit mạnh có tinh phí.
Sau 11 tháng chữa trị bằng nước, cháu Ryoki đã khỏe mạnh mà không có dấu hiệu tái mắc bệnh. Cháu hiện đủ khỏe mạnh để ăn trứng, món mà trước đây cháu không được ăn vì trứng được xác định là một trong những tác nhân gây dị ứng. Ryoki bây giờ khá háo ăn, cháu ăn nhiều hơn cả người lớn. Cháu bây giờ rất hiếu động và biểu hiện các nét mặt được nhiều hơn. Đã 4 tháng kể từ khi Asaki và Ryoki chuyển từ steroid sang dùng nước Kangen. Vết đỏ đã giảm dần đi và triệu chứng đang cải thiện. Hai cháu chỉ bị ngứa nhẹ. Mẹ của hai cháu mua ngay thiết bị này ngay khi nó được tung ra thị trường. Loại máy này tạo ra loại nước axit tẩy trùng mạnh, giống như loại máy lớn hơn dành cho y tế tạo ra. Bà thấy loại nước này để sử dụng cho điều trị bệnh viêm da cơ địa tốt đến mức nào? Kể từ tháng 8, tôi đã chứng kiến gần 2.000 bệnh nhân mới, và tôi nghĩ rằng chỉ trong vòng 4 tháng, từ 80% đến 90% trong số họ sẽ được chữa, và nếu tính cả những người điều trị lâu hơn, gần như mọi người đều được chữa khỏi. Người ta đã thực hiện nhiều thí nghiệm nhằm chứng minh rằng nước kiềm điện phân cũng hiệu quả trong việc điều trị chữa phát ban. Trong các thí nghiệm này, chất DMFP, gọi là hợp chất enzyme gây phát ban, được cho lên tay phải của hai con chuột để theo dõi bất kỳ sự khác biệt nào giữa hai loại hình điều trị. Như các bạn thấy đấy, vết ban trên tay con chuột uống nước kiềm đã khá hơn rõ rệt so với chuột được uống nước máy thông thường. Đã 7 tháng từ khi Akashi và Zu bắt đầu được chữa trị bằng nước, nay da của hai cháu sạch hơn. Tình trạng của hai cháu gái này từng rất xấu, vết đỏ và ngứa ngáy rất nghiêm trọng. Mọi người đều thấy rõ là trường hợp của hai cháu là rất nặng. Mặc dù vậy, bây giờ da của các cháu lại sạch sẽ như thế này. Cuối cùng, trong tuần gần đây nhất, hai cháu thôi không tỉnh dậy vào nửa đêm. Lần đầu tiên kể từ khi hai chị em ra đời, nhà Matsukara đón năm mới mà không có tiếng khóc về đêm. Kể từ đây, các cháu sẽ có những bức ảnh chụp với làn da sạch sẽ. Như các bạn thấy đấy, nước axit mạnh không có tác dụng tức thời đối với chứng viêm da cơ địa. Họ cho biết bạn phải chờ khoảng 6 tháng trước khi bạn có thể thấy sự thay đổi. Nhưng trong suốt thời gian đó, thứ bạn uống là nước nên không có tác dụng phụ nào cả. Vâng, và nếu bạn chữa bằng steroid trước khi dùng nước, họ cho biết phải mất thêm 3 tháng nữa. Liệu pháp chữa bằng nước này cũng hiệu quả với người lớn bị viêm da cơ địa. Thí nghiệm kiểm chứng nước Kangen có khả năng chống oxy hóa khử cao, giúp ngăn cản chống lão hóa của các tế bào. Người uống nước Kangen sẽ trẻ lâu hơn. Giờ một người sẽ giúp các bạn tận mắt hiểu thứ nước chúng ta vẫn dùng thường ngày và một cỗ máy kỳ diệu đến từ đất nước Nhật Bản. Và người đó là Bob Grady. Xin chào Bob, cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Cảm ơn anh. Sao anh không giới thiệu cho mọi người đi nhỉ? Vâng, chắc rồi. Xin chào mừng tất cả các bạn, và tôi muốn bắt đầu công việc ngay bây giờ. Tôi muốn giới thiệu với các bạn ba tính chất có một không hai của thứ nước này, và tại sao nó lại đặc biệt đến vậy. Tính chất đầu tiên tôi muốn giới thiệu đến các bạn được gọi là ORP, hay khả năng chống oxy hóa khử. Và chiếc máy đo này sẽ cho ta thấy nước có độ chống oxy hóa âm hay dương. Và nếu nước có ORP dương, nghĩa là nó có hại cho cơ thể bạn. Nó oxit hóa các tế bào, làm ta già đi, lão hóa. Chúng ta đều đã biết những tác hại đó, phải không nào? Và nếu nước có ORP âm, nghĩa là nó như một chất chống oxy hóa mạnh. Giờ tôi sẽ rót nước ra các cốc. Bắt đầu với nước Dasani. Ở đây chúng ta đã có hầu hết các loại nước mọi người hay uống thường ngày. Các bạn có hay dùng các loại nước này không? Nước Aquafina thì sao?
Có hả? Tôi cũng từng hay uống loại nước này. Nước Smart Water thì thế nào? Có chứ. Bạn dùng theo lời khuyên của bác sĩ à? Vài phút nữa thôi, tôi sẽ cho các bạn biết tôi gọi nó là gì. Còn nước Arrowhead Sparkling thì sao? Có không? Có ai thích loại nước này không? Tôi thích mùi vị của nó. Tôi nghĩ nó chỉ có mùi vị hấp dẫn thôi. Còn đây là loại nước yêu thích của tôi, có tên là Alive. Chốc nữa tôi sẽ cho các bạn biết tôi gọi nó là gì nhé. Vậy còn nước tăng lực Gatorade thì sao? Mọi người đều thích phải không? Sinh viên thường hay uống loại nước này vì họ thấy các vận động viên uống hẳn vì nó phải tốt cho ta. Soda thì sao nhỉ? Mọi người có hay uống soda không? Được rồi. Tiếp theo là nước máy. Các bạn hay uống nước máy chứ? Tiếp theo là nước Kangen. Vâng. Đây là máy đo độ chống oxy hóa khử. Chúng ta sẽ đo độ chống oxy hóa của nước Dasani. Giờ ta biết ORP của nước Dasani là dương 217. Tiếp theo là Aquafina. Cao hơn 220 và tiếp tục tăng. Còn Smart Water? Hơn 230 và tiếp tục tăng. Còn Arrowhead? Tệ hơn nữa, hơn 315 và chưa dừng lại. Nước Alive, từng là loại nước yêu thích của tôi. 400. Có thể gọi đây là thứ nước chết người. Gatorade. Các bạn hay uống nước Gatorade chứ? 393 và tiếp tục tăng. Hãy nhớ chỉ số càng cao càng nguy hiểm. Nước 7-Up thì sao? Thiết bị này cũng tương tự với thiết bị hiển thị bằng ánh sáng. Loại nước này cũng tương tự. Như bạn thấy, 394 và tiếp tục tăng. Vậy còn nước máy? 325. Và đây là tâm điểm của chúng ta. Âm bao nhiêu nhỉ? Hơn 400. Hay chính xác là âm 426. Đây là nước duy nhất có chỉ số ORP âm. Đó là lý do vì sao họ gọi nó là nước điện giải và sử dụng nó trong các bệnh viện ở Nhật. Tất cả những nước có chỉ số ORP dương là cơ thể ta bị oxy hóa, lão hóa, giết chết tế bào, tác hại xấu đến cơ thể. Nhưng nước có độ ORP âm sẽ giúp ta giải quyết tất cả các vấn đề đó. Thí nghiệm kiểm chứng độ pH của nước Kangen có tác dụng kỳ diệu cho sức khỏe con người so với một số loại nước uống thông thường khác. Sau đây, tôi sẽ thực hiện một thí nghiệm kiểm tra độ pH trong nước. pH là chỉ số đo độ hoạt động của các ion hydro. Ta có một biểu đồ ở đây và tôi sẽ nhỏ vài giọt dung dịch vào các cốc nước này để xem chúng có độ axit hay kiềm. Ta sẽ cho mỗi cốc vài giọt. Trông chúng khá màu sắc phải không nào? Giờ chúng ta khuấy đều lên và tôi sẽ so sánh từng cốc. Rửa qua quay khuấy một chút. Được rồi. Giờ hãy bắt đầu với nước Dasani. Ta sẽ dùng bảng đo độ pH ở đây để đối chiếu. Vậy nước Dasani có độ axit hay kiềm? Độ axit cao đúng không? Aquafina thì sao? Cũng có độ axit. Còn Smart Water? Độ axit hơi cao một chút. Còn nước Aero Sparkling? Độ axit rất cao. Nước saline thì sao? Ta có thể coi nó là nước độc được rồi. Vậy nước Gatorade? Cũng có độ axit rất cao. Thế còn 7-Up? Độ axit rất cao. Các bạn không biết mình đang uống rất nhiều thứ nước có độ axit cao phải không? Nước máy thì sao? Trung tính. Nó ở mức trung tính phải không nào? Nước máy trung tính với kiềm vì nó được chính phủ quản lý nghiêm ngặt. Nhưng các bạn biết, bên cạnh clo, họ còn cho các dung dịch khác vào nước máy để làm tăng độ pH lên 7. Vì nếu nước máy có độ axit cao, nó sẽ phá hủy các hệ thống ống nước. Tôi không nghĩ chính phủ quan tâm đến hệ thống đường ống nhà chúng ta, mà họ quan tâm đến hệ thống ống nước của thành phố. Đó là lý do vì sao nó có độ kiềm trung tính.
Giờ ta sẽ so sánh nước Kangen, tâm điểm của bài kiểm tra hôm nay. Nước Kangen thế nào? Có độ kiềm rất cao, phải không? Như vậy là chỉ cần bấm một nút, ta đã có thể thay đổi độ pH trong nước, và nước đã xử lý có độ pH 9,5. Như tất cả chúng ta đều biết, cơ thể con người cần cân bằng độ axit kiềm, vì trong cơ thể chúng ta, 75% là nước. Và không may là ngày nay, những thứ ta uống vào, đồ ăn ta ăn vào, không khí ta thở, đều có độ axit rất cao. Nếu ta uống nước Kangen, hãy coi đây là dung dịch trong cơ thể bạn, ta sẽ cùng xem. Chúng ta vừa làm gì? Chỉ với một chút nước, ta đã trung hòa độ axit và tăng độ pH. Tiếp tục với nước Aquafina. Các bạn thấy chứ? Giờ đến Smart Water. Hãy chú ý là chỉ cần một chút thôi. Hãy tưởng tượng bạn uống nước Kangen hàng ngày. Hãy nhìn xem điều gì diễn ra với nước Arrowhead. Họ phải vật lộn để thu hút khách hàng. Đó là vì nước của họ có độ axit quá cao. Nước Alive cũng vậy. Không thay đổi màu sắc. Còn Gatorade thì sao? Cũng không đổi màu. 7-Up thì thế nào nhỉ? Giờ ta sẽ thử với nước máy. Nó đổi màu khá nhanh chóng, phải không nào? Nếu ta uống nước Kangen hàng ngày, nó sẽ giúp cơ thể chúng ta dễ dàng cân bằng độ pH. Tôi sẽ lấy cốc nước 7-Up này. Giờ nó khá loãng rồi. Hãy xem điều gì xảy ra nếu các bạn uống thứ nước này hàng ngày. Xem phản ứng ra sao khi ta thêm một chút vào mỗi cốc. Ngay lập tức các cốc nước trở lại độ axit cao. Các loại nước này đều có độ axit cao như nhau. Thử với nước Kangen xem thế nào. Chúng ta hoàn toàn làm hỏng nước Kangen với một chút soda loãng. Nếu ta uống thứ soda này, nó có độ pH khoảng 2,5, nghĩa là cao hơn rất nhiều lần mức trung tính. Các bạn có thể thấy độ axit cao thế nào? Tôi sẽ chỉ cho các bạn một bài báo trong tạp chí về sức khỏe. Hãy xem và so sánh soda với gì nào. Ngang với dung dịch ắc quy, độ axit cao nhân dung dịch ắc quy trong ô tô của bạn. Vậy nên nếu bạn muốn đảm bảo độ kiềm trong cơ thể, bạn sẽ không muốn uống những thứ nước này. Đó là tính chất thứ hai làm cho nước Kangen trở nên thật quan trọng nếu bạn muốn cân bằng độ pH trong cơ thể. Thí nghiệm kiểm chứng nước Kangen mang đặc tính cấu trúc phân tử nước cực nhỏ giúp thẩm thấu sâu hơn vào các tế bào. Tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy tính chất thứ ba của nước Kangen, đó là cấu trúc phân tử cực nhỏ. Các loại nước thông thường như nước máy có cụm phân tử nước gồm 15 đến 20 phân tử. Trong khi đó, nước Kangen có cụm phân tử nước gồm 4 đến 6 phân tử, nhỏ hơn rất nhiều. Và các bạn sẽ thấy rõ hơn khi tôi thí nghiệm với trà xanh. Đây là trà Yamamoto, một loại trà yêu thích của tôi. Ta bắt đầu nào. Cho túi trà vào cốc. Các bạn thường pha trà như thế nào? Ta phải đun nước. Ta sẽ rót nước máy chưa đun vào trong cốc. Các bạn hãy chú ý xem điều gì xảy ra. Ta không thể có một cốc trà, vì muốn uống trà ta phải có nước nóng. Hãy thử cho một túi trà khác vào cốc và rót nước Kangen vào. Các bạn thấy điều gì diễn ra chứ? Chuyện gì xảy ra với túi trà vậy? Ta ngay lập tức có một cốc trà. Xem mọi việc thế nào khi tôi thử lại một lần nữa nhé. Ta có ngay một cốc trà, phải không nào? Nước có cấu trúc phân tử nhỏ có thể dễ dàng thẩm thấu qua túi trà và làm trà tan ra. Được rồi, mọi việc sẽ thế nào nếu ta thử lại một lần nữa với nước máy nhỉ? Trà không tan, phải không nào? Không có gì thần bí ở đây cả. Chỉ là do các cụm phân tử quá lớn để thẩm thấu và làm tan trà. Ta quay lại với nước Kangen. Ta lại có một cốc trà nữa. Túi trà ban đầu của ta vẫn chưa tan. Hãy cho nó vào cốc cuối và xem ta có thể làm trà tan ra không. Các bạn thấy chứ? Nước Kangen làm trà tan ngay lập tức. Tôi nghĩ các bạn đã hiểu các cụm phân tử nhỏ với 4 đến 6 phân tử có thể dễ dàng thẩm thấu qua túi trà và làm trà tan ra thế nào. Nếu các bạn thường xuyên sử dụng nước Kangen, nó sẽ dễ dàng hấp thụ vào cơ thể. Nước Kangen có thể tới não trong vòng 60 giây và các vùng da khác của cơ thể trong vòng 10 phút. Nó có thể thẩm thấu vào các tế bào dễ hơn, mang các chất dinh dưỡng vào và loại bỏ các chất cặn bã ra khỏi tế bào. Như vậy là nước Kangen có các tính chất chống oxy hóa, có tính kiềm và có các phân tử nước nhỏ,
Với những tính chất tuyệt vời và vô cùng có lợi đó, mọi người đều nên sử dụng nước Kangen. Thí nghiệm kiểm chứng nước Kangen có đặc tính loại bỏ các hóa chất độc hại của rau quả nhằm ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm. Giờ chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy một tính chất của nước chúng ta có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau trong gia đình. Tôi sẽ dùng một số quả cà chua tôi vừa mua ở cửa hàng rau ở đây, loại cà chua ngọt. Ở nhà các bạn thường rửa rau quả như thế nào? Bạn rửa chúng bằng nước máy phải không nào? Vậy nên chúng ta sẽ cho những quả cà chua ngọt này vào bát, rửa chúng bằng nước máy. Tôi sẽ bắt chước lại bằng cách cho nước máy vào đây. Các bạn không biết hôm nay mình phải tham gia vào bài kiểm tra mùi vị phải không? Và chúng ta sẽ cho một túi cà chua ngọt khác vào bát này, rửa chúng với nước Kangen đậm đặc. Nước Kangen đậm đặc nghĩa là nước có độ pH vào khoảng 11 đến 11,5. Tôi phải chứa nó trong bình màu đen vì ba yếu tố có thể ảnh hưởng tới nước là không khí, ánh sáng và sự chuyển động. Vậy nên chúng tôi chứa nước này trong bình màu đen. Giờ tôi sẽ dùng nó rửa cà chua với nước Kangen đậm đặc có độ pH 11,5. Vậy là cả hai bát đều ngập nước rồi. Ta sẽ chờ một vài phút. Đây là dầu vừng tinh chất. Và ta sẽ dùng một chút dầu vừng này. Tôi sẽ cho các bạn thấy nước Kangen có thể làm gì với chúng. Theo lẽ thường tình, chuyện gì sẽ xảy ra khi ta trộn nước với dầu? Chúng không hòa tan vào nhau đúng không? Các bạn có thể thấy dầu nổi lên bên trên. Hãy chú ý, với cùng loại dầu đó, tôi cho một chút nước Kangen vào. Chuyện gì đã xảy ra? Nó hòa tan hay hòa lẫn vào với dầu? Chúng tôi đã cho các bạn thấy, với loại nước này, các bạn có thể dùng chúng vào nhiều mục đích khác nhau ở nhà, như để tẩy rửa. Ta có thể chứa chúng trong bình màu đen. Ta luôn lo lắng về các chất hóa học sử dụng trong nhà, nhưng giờ ta có thể loại bỏ tất cả chúng, vì với thứ nước này, ta có thể dùng chúng như một chất trung hòa, chất tẩy rửa, thay thế toàn bộ các loại chất tẩy rửa hóa học khác. Quay trở lại với hai bát cà chua. Hãy nhớ rằng, chúng ta đang mô phỏng việc bạn rửa chúng bằng nước máy ở nhà. Tôi lấy chúng ra đây, hy vọng rằng không làm rối mọi việc. Được rồi, cà chua ngâm nước máy sẽ để ở đây. Chúng ta sẽ tiến hành một bài kiểm tra mùi vị. Các bạn sẵn sàng cho bài kiểm tra này chứ? Đây là cà chua ngâm nước Kangen. Bạn nhận ra sự khác biệt chứ? Bạn nghĩ mình đã rửa cà chua rồi, nhưng thực ra có phải như vậy không? Không, hãy chú ý những gì ta đã rửa ra từ cà chua. Các loại thuốc trừ sâu, phân hóa học, những thứ còn sót lại từ quá trình trồng trọt, những chất hóa học có nguồn gốc từ dầu mỏ, không thể bị rửa trôi bởi nước mưa. Nước máy không thể rửa trôi chúng, nhưng nước Kangen thì có. Giống như việc nó hòa tan cốc dầu ở đây. Hãy chuyển nhau và lấy mỗi người một quả cà chua Kangen. Ta cùng thực hiện bài kiểm tra mùi vị. Các bạn hãy ăn cả quả. Tôi sẽ để các bạn thử cà chua Kangen rất nhanh thôi. Tôi là người Ý và tôi không thích cà chua. Quả là một điều đáng tiếc đúng không? Tôi phát hiện ra rằng không phải tôi không thích cà chua mà tôi không thích những chất còn lại trên cà chua. Các bạn thấy mùi vị ra sao? Khá ngọt, không quá tệ phải không? Giờ tới lượt đĩa này. Đây là cà chua rửa theo cách mà bạn làm thường ngày. Hãy xem ta có nhận ra sự khác biệt không? Ai có thể nhận ra nào? Hãy nhìn vào mặt của các bạn và màu của hai bát nước kia xem. Hãy chú ý tới sự khác biệt trong mùi vị của quả cà chua, cũng như màu sắc của hai bát nước sau khi rửa cà chua. Bát nước rửa cà chua bằng nước Kangen đục hơn là do các hóa chất độc hại có trên quả cà chua đã được loại bỏ ra. Giờ các bạn đã hiểu vì sao tôi không thích cà chua rồi chứ? Không phải là tôi không thích cà chua, mà là tôi không thích những chất còn lại trên chúng.
Các bạn cảm thấy sự khác biệt chứ? Chắc chắn rồi hả? Quả mà các bạn ăn đầu tiên ngon hơn phải không? Quả đầu tiên như các bạn thử ngay tại vườn, rất tươi ngon, không thuốc trừ sâu và rất ngọt. Ngay đến vỏ cũng bóng mượt hơn. Các bạn vẫn thường ăn cà chua với đủ các chất này và chúng ảnh hưởng rất nhiều tới mùi vị của quả. Nếu bạn rửa hoa quả bằng nước Kangen, rau quả có thể tươi lâu hơn tới một tuần. Và đó là một lợi ích nữa của nước Kangen.